để định hướng cho người tiêu dùng hình thành thói quen sử dụng thực phẩm an toàn bộ công thương đã triển khai hướng dẫn nhiều địa phương xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm mô hình chợ thí điểm bước đầu được triển khai tại 32 địa phương. Theo đó, 100% hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ được tập hướng về an toàn thực phẩm, đồng thời được hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. đáng chú ý là các hộ kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống, hàng thủy hải sản được tập trung vào các khu riêng biệt, ngăn cách với khu thực phẩm chế biến, giúp ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm chéo giữa các ngành hàng. Cả nước hiện có 8.660 chợ, trong đó 76% là chợ nông thôn, cơ sở vật chất còn yếu kém, lạc hậu, phương thức kinh doanh nhỏ lẻ chiếm đa số. Bộ Công Thương đã đạt mục tiêu đến năm 2020, 100% các tỉnh thành phố có mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm.